Xin chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 27 mối ghép động. Nội dung của bài gồm có: đầu tiên, tìm hiểu thế nào là mối ghép động. Nội dung thứ hai, các loại khớp động thì có hai loại, đó là khớp tĩnh tiến và khớp quay. Mời các em quan sát, bao gồm có các loại khớp quay. Tìm hiểu thế nào là mối ghép động. Ở đây chúng ta có cái ghế xếp, và cấu tạo ghế xếp bao gồm có các chi tiết, bao gồm có chân trước, chân sau, mặt ghế và thanh truyền. Tìm hiểu các chi tiết này sẽ được nối với nhau bằng các mối ghép gì để chuyển động được, để cái ghế này xếp vào hoặc mở ra được, thì các chi tiết này phải được ghép với nhau bằng các mối ghép động. Vậy thì mối ghép động là mối ghép mà các chi tiết được ghép có sự chuyển động tương đối với nhau. Nội dung này chúng ta đã học rồi ở bài số 24 ha. Ứng dụng của mối ghép động dùng để làm gì? Em dựa vào sách giáo khoa, ứng dụng của mối ghép động dùng để ghép các chi tiết lại thành cơ cấu. Đọc phần cơ cấu. Một nhóm nhiều vật được nối với nhau bằng những khớp động. Trong đó có một vật được xem là giá đứng yên, còn các vật khác chuyển động với quy luật hoàn toàn xác định đối với giá thì gọi là một cơ cấu. Ví dụ cơ cấu gồm có 4 thanh 1, 2, 3, 4 nối với nhau bằng các khớp quay A, B, C, D. Trong đó thanh số 4 đứng yên gọi là giá, còn các thanh còn lại sẽ chuyển động theo một quy luật nhất định. Mời các em quan sát chuyển động của cơ cấu này. Chi tiết số 4 đứng yên gọi là giá. Chi tiết số 1 thì có dạng chuyển động là chuyển động quay, quay quanh trục A. Còn chi tiết số 3 sẽ có dạng chuyển động là chuyển động lắc. Và cơ cấu này có tên là cơ cấu tay quay thanh lắc. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các loại khớp động. Một nhỏ khớp tĩnh tiến, tìm hiểu cấu tạo. Mời các em quan sát mối ghép piston xi lanh. Gồm có hai chi tiết, phía trên là xi lanh, bên dưới là piston. Đối với mối ghép này, chi tiết nào chuyển động? Piston sẽ chuyển động theo phương thẳng đứng. Tiếp tục mối ghép sóng trượt rãnh trượt cũng có hai chi tiết là sóng trượt và rãnh trượt. Vì chi tiết nào sẽ có chuyển động? Rãnh trượt sẽ chuyển động theo phương nằm ngang. Vì các chi tiết chuyển động thẳng theo phương thẳng đứng hoặc theo phương nằm ngang thì có thể gọi là chuyển động tĩnh tiến. Quan sát mối ghép piston xi lanh và cho biết bề mặt tiếp xúc của nó hình dạng là hình gì. Tương tự đối với mối ghép sóng trượt rãnh trượt thì bề mặt tiếp xúc của nó hình gì. Ở mối ghép piston xi lanh, bề mặt tiếp xúc là hình trụ tròn. Đối với sóng trượt rãnh trượt thì nó tiếp xúc là các mặt phẳng. Trong khớp tĩnh tiến thì các điểm trên cùng một vật sẽ có dạng chuyển động như thế nào? Mỗi điểm trên vật tĩnh tiến sẽ có chuyển động giống hệt nhau. Và đối với mối ghép sóng trượt rãnh trượt hoặc là piston xi lanh thì khi làm việc các chi tiết sẽ trượt lên nhau thì tạo nên hiện tượng gì?
Hiện tượng này có lợi hay có hại? Hai chi tiết trượt lên nhau thì tạo nên hiện tượng ma sát, và trong trường hợp này thì là có hại ha. Bởi vì nó cản trở chuyển động. Và để khắc phục và để giảm cái hiện tượng ma sát này thì ta làm gì để giảm ma sát? Dùng vật liệu chịu mài mòn và bôi trơn bằng dầu mỡ. Ở một số khớp tĩnh tiến và vật dụng xung quanh mà chúng ta thường thấy đó là ở với phần xe tải, dùng để đổ vật nặng xuống thì ở bên đó có cái khớp tĩnh tiến để đẩy cái thùng lên đổ vật vật nặng xuống. Ứng dụng của khớp tĩnh tiến ở trên xe máy đó, trên xe máy thì ở cái phần lò xo đó là ứng dụng của khớp tĩnh tiến. Mối ghép sóng trượt rãnh trượt ở khớp tĩnh tiến thì chúng ta thấy ở ở cái học tủ ha, hoặc là ở khi mà chúng ta kéo cửa cửa kéo á. Tiếp tục tìm hiểu về khớp quay, cấu tạo của khớp quay. Mời các em quan sát. Cấu tạo của khớp quay gồm có 3 chi tiết là trục, bạc lót và ổ trục. Trục là chi tiết hình dạng là hình gì? Là hình trụ. Bạc lót thì là hình, cũng là hình trụ bên trong, rỗng. Phần rỗng bên trong cũng là hình trụ ha, để chứa cái trục á. Và ổ trục hình dạng cũng là hình, hình trụ và bên trong là rỗng. Vậy thì ở khớp quay, các chi tiết thường có dạng là hình trụ tròn. Trục á, bề mặt chi tiết của trục thì bề mặt tiếp xúc nó nằm bên ngoài hay bên trong các em? Chi tiết trục á, bề mặt tiếp xúc của nó là bị tiếp xúc với bạc lót đúng không? Bề mặt tiếp xúc nằm bên ngoài hay bên trong? Nằm bên ngoài. Chi tiết có mặt tiếp xúc là mặt trụ ngoài thì gọi là trục. Còn ổ trục, bề mặt tiếp xúc của nó là bên ngoài hay bên trong? Là bên trong. Chi tiết có mặt tiếp xúc là mặt trụ trong thì gọi là ổ trục. Và người ta dùng bạc lót, lót ở giữa trục với ổ trục dùng để làm gì? Để giảm ma sát. Thì đối với khớp quay, để giảm ma sát thì người ta dùng bạc lót hoặc là vòng bi. Đây là vòng bi. Ứng dụng của khớp quay đó là chúng ta sẽ thấy là ở bản lề cửa nè, trên xe đạp thì có rất nhiều khớp quay ha, là trục sau nè, trục trước, trục giữa ở cái bàn đạp, ở cái đĩa cổ xe là khớp quay. Em hãy hoàn thành bài tập bằng cách đánh dấu X vào cột tương ứng. Đọc nội dung và cho biết nó là khớp gì. Ổ trục quạt điện là khớp gì? Khớp quay. Bơm xe đạp. Bơm xe đạp là khớp gì? Khớp tĩnh tiến. Bộ xi lanh là khớp tĩnh tiến. Bao diêm là khớp tĩnh tiến. Trục sau xe đạp là khớp quay. Bản lề cửa cũng là khớp quay. Và cho các em quan sát. Kim tiêm nè, hay gọi là xi lanh đó các em. Thì đây là khớp tĩnh tiến ha. Hoặc là đối với cái ống bơm xe đạp á, ống bơm thì nó là khớp tĩnh tiến. Và bao diêm cũng là khớp tĩnh tiến luôn. Rồi cô vừa trình bày xong bài 27 mối ghép động. Đây là nội dung phần viết bài của bài 27. Mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo là
chủ đề truyền và biến đổi chuyển động.